máy lọc không khí này. Rồi bây giờ là trong xe mình đang có máy lọc không khí, thì chú lấy cái máy test ra để mà chú test trong xe xem cái không khí như thế nào. Rồi nhờ chú Trương chia sẻ không khí. Nồng độ bụi mịn 250 là đơn vị đó là microgram trên mét khối. Dạ. Thì từ 0 cho đến 1. Dạ, đạt không? Đạt không? Quá đạt. Rồi đạt. Coi như là 99 100% luôn. Wow. Hiện nay là 0 100% là bụi mịn này. Rồi, tuyệt vời. BM 1.0 cũng không luôn. Wow. Quá tuyệt vời, coi như tuyệt đối luôn rồi đó. Dạ, tại vì máy lọc không khí em quay trong xe của mình là lọc được là 0.015. À, 0.015. Có nghĩa là rất là nhỏ rồi. 0.015 á chú. Là nó sẽ lọc được mấy thằng 0.1 luôn. Đúng rồi. Đó, 0.1. Cho nên khi mà trong xe mà có máy lọc không khí á, nó khác hoàn toàn luôn. Trời ơi. Không thấy một miếng bụi bay luôn. Không thấy miếng bụi bay luôn. Khi mà tia nắng nó chiếu xẹt vô là không thấy miếng bụi bay nào cả. Đúng rồi. Đây đó. Không nè. Còn mà không có máy lọc không khí là bụi bay rất là nhiều. Đó, bụi bay rất là nhiều. Thì máy này là tương đối chính xác. Dạ rồi. Máy đếm mà. Rồi. Rồi quá, cảm ơn chú rất nhiều.